phải gắn miền quê các hân hạnh được phục vụ cô chú anh chị qua màn ảnh nhỏ của em. Đây hôm nay thì cũng tới chuyến mình quay trở lại cái luồng bảy ở tỉnh bạn đó cô chú anh chị. Ở khu vực này thì Úc còn có một bảy thôi. Cái bảy của Úc thì nằm đâu đây? Chuyến vừa rồi Úc mới chạy nền. Nằm ở bên kia mà nắng gột dời lại đây. Úc dời lại đây, đâu đây, đây, đây. Đó, đó, đúng rồi, cái bãi Úc nằm đây. Mong rằng hôm nay cũng có cái gì đó. Chuyến vừa rồi thì Úc đi xuống đây thì nói chung ra cũng khá là ngon. Phần giữ phần của chú anh chị. Nhưng mà có bịch lúa nén gà nữa nè. Mới cái bẫy đầu tiên. Ủa nhưng mà sao thấy giống có hư một con nha. Thấy có vậy. Ồ đây nè. Hư một con mình cũng còn được một con. Con hồ hành khá là to bà con ơi. Đây dạy em nó đây. Hồ hành khá là to. Đây, phần thì đầu này ha, rồi dãy thì nhóc ở trên trong. Mới cái bẫy đầu tiên nha. Bẫy đầu tiên là ngon lành ở đây. Cái bẫy đầu tiên mà ngon quá cô chú anh chị. Đây thì hôm nay mình đi xuống đây thì mình đi trở lại là hai túi lưới ha. Mong rằng hôm nay cũng có cái anh gì tiền đèn cũng như cái chuyến vừa rồi ấy. Tính ra con hành hư này cũng khá là to nè. Em đã để lại cái bộ xương. Không biết sao hư đây nè, không biết. Kệ, mà nói gì chứ. Mới vô cái đầu tiên gì là quá ngon rồi cô chú anh chị. Mà hồi nãy thì nói ngay, cái con này thì bù lại cho Út. Hồi nãy Út đi thì bị lủng hết cái ruột xe. Thì thay hết cái ruột. Ra đây em. Ra. Đây. Cô dạy với em nói ha. Khá là ngon với em này cô chú anh chị ơi. Mới cái bẫy đầu tiên. Vô. Vô. Vô em ơi. Đây là động lực để cho Út lội đây nè. Kệ. Thôi chừng nào cũng được hết. Miệng mới vô mà có gì là thấy vui rồi. Còn khu này ở đây thì Út có hai bẫy đó cô chú anh chị. Thường thường Út thăm cái bẫy đầu tiên. Rồi xong xuôi là tới ba cái. Nhưng mà hôm nay thì ba cái đó thì Út chạy nền. Thành ra Út đi đây Út thăm hai cái này trước. Rồi khi nào tới quay lại bằng dìa đó. Lật đầu mình ghé mình rút ba cái đó mình chạy nền luôn. Đây còn cái bẫy này thì chuyến vừa rồi Út cũng dính được con hổ ngựa. Chuyến kỳ này Út thấy chuyến kỳ này dính con nữa cô chú anh chị. Hôm nay im quá. Mới vô thăm hai cái. Hai cái mà dính hai con nha. Đây. Dạ. Ở trong bẫy mà táp ra trúng tay Út luôn. Đây này. Ồ. Em hổ ngựa vàng nín nha. Khá là ngon. Giờ cho em nó ra thôi. Sao kỳ vậy? Hai cái. Hai em. Ngon lành. Đầu này nè em ơi. Ồ, em này em như nhìn đầu mới mới vô đêm hôm mà em qua vậy nè cô chú anh chị. Thấy cái bụng em nó còn no nưỡng nha. Đây đầu này. Đầu này. Ra không ra mà cứ kiếm đường thâu yếu không. Đây.
thu phục được các em nữa ha. Ồ, cái bụng còn no nóc bà con này. Rồi cái bụng này thì để Út xử lý cái mới được cô chú anh chị, để ông thần hồi vừa thui lắm. Hôm nay thì không biết kìa sao chứ mới vô thăm có hai cái bẫy thôi cô chú anh chị, thấy có hai cái nhưng mà thấy cơ bộ hơi tươi nha. Trong này còn một cái nè, hôm nay sập 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 xuống quá. Các bạn yêu khi nằm ở đây, cái này sao đây, lâu lắm rồi nha. Cái này của Út thì hư chuột. Nãy giờ thì mình mới có thăm ba cái bẫy thôi cô chú anh chị, nhưng mà được hai con ha. Út đi tới đây thì Út thấy cái tổ ong mà chiến vừa rồi mà Út cắt đó, thì thấy cái cục mặt nó cũng khá là phì, nên Út chèo lên Út cắt lại nè. Cục mặt phì quá cô chú anh chị, đây mặt chấm dồi luôn nha, ngon lành gì đâu á, chấm dồi hai bên trơn luôn. Tại vì cái khu này đang có cái nguồn mặt đó cô chú anh chị, thành ra Út xem thử, Út thấy thì Út cắt luôn. Nhưng mà trong quá trình Út cắt, Út đi xuống đây cũng khá là xa rồi đó, mà nó theo nó đeo nãy giờ quá, Út chưa dám lột cái áo bảo hộ ra. Đây còn cục sợi dừa thì Út vẫn cho cháy nè, nãy giờ nè. Rồi bây giờ tạm thời thì Út gấp máy, Út đi tiếp. Rồi qua bên kia khi nào tới địa điểm thì Út sẽ quay và chia sẻ lại cô chú anh chị mình. Ở đây thì đáng lẽ là 3 bẫy, nhưng mà cái bẫy mới chơi nền vừa rồi đó, chiến vừa rồi thì Út đi ngang, Út gúp cái bẫy nằm cặp đường, cũng có dính được một cái con hô hành đó cô chú anh chị, nhưng mà Út cũng chưa bắt ra này, còn nằm trong cái bẫy. Đây Út đi thì đã tới giờ Út không có đem bẫy xây cua nha. Đây nè, phân thì đầu này nè, em này vô hổm gầy khá là lâu rồi, khô trắng hết trơn. Rồi đây nữa nè, em hô hành này cũng khá là ngon đó cô chú anh chị. Rồi đây Út có một cái nữa. Những cái bẫy nào mà thí dụ Út quay được thì Út sẽ quay, quay không được cô chú anh chị mình xem thông cảm cho Út về phần đó ha. Nước ngập hay gì rồi. Cái này có đồ bà con ơi, thì con này khá là to nhưng mà bị ngập nước hư rồi, tiếc quá cô chú anh chị ơi. Đây nè, nén bịch lúa ra cái này vậy em nó vô không gài lâu rồi. Con này to quá to. Tiếp theo thì ở đây Út còn một cái bẫy này thì chiến đầu tiên thì Út cũng dính được cái con hô ngựa, nhưng mà còn cái con hô hành hồi nãy thì Út cũng chưa bắt ra luôn nha cô chú anh chị. Để Út thăm cái này cái rồi có hay không thì Út bắt ra luôn. Đây bẫy thì còn, nhìn đầu này có phân có gì không. Còn đâu thì không thấy, thấy con chuột mình nó quéo queo rồi. Ồ nhưng mà gầy hôm cao lắm. Cái này cũng có đồ luôn bà con ơi, có đồ nhưng mà mình xài cũng không được nữa. Khu này hôm nay chạy im quá cô chú anh chị, ba cái ba con nhưng mà mình xài được có con một thôi cô chú anh chị. Đây kệ có còn hơn không, cũng như cái clip mà mới đăng đó. Cái clip mười mấy cái bẫy mà được có con một đó ra đây em. Em chạy đâu, hồ hành này khá là ngon nha, ngon lành, quá xá là ngon.
sau cái bẫy vô túi với mày. Ở đây thì Út có hai cái, như chiến vừa rồi thì dính thì Út cút lại đây luôn, còn như chiến này thì đi vô chuột mình còn, thành ra Út nhét bịch lúa và khúc chia leo cho em nữa rồi Út đi. Và tất nhiên Út thăm một cái rồi đó cô chú anh chị, ở đây thì mình còn có một cái nữa thôi nha. Đây các bạn thì ở đây cái này thì chiến vừa rồi cũng được con hô hành, chiến kia này có bộ nó nhẹ quá, chiến kia này thì chuột mình hư rồi. Giờ này bắt đầu ổng nắng mà ổng hét quá hét rồi bà con ơi. Ồ cái bẫy cũng nằm ngay chỗ này, người ta làm cỏ trống luôn, không biết cái bẫy cô sao đây không biết nữa nè. Cái bẫy được ở đây bẫy thì thấy còn, nhưng mà ngã nghiêng ngã ngửa rồi, bẫy thì còn, bịch lúa cũng còn luôn nha. Nhưng mà con chuột thì không còn mà cũng không thấy dấu vết gì luôn cô chú anh chị. Cái bẫy này chiến vừa rồi thì cũng dính được ngành đại ca đây, không biết chiến này thì ra sao. Đây cái bẫy Út thì nằm ở trong này nha, chiến này sao đây, chiến rồi giặt gì là thấy cục phân chà bá. Chiến này thì chuột của mình vẫn còn tung tăng phát lương cho em nó luôn. Rồi còn cái này thì chiến vừa rồi nó có cái da con rắn nó lột ở ngoài đó cô chú anh chị, mà chiến cái này đi vô thì thấy cái bụi chuối này là chắc cũng tùm lum hết trơn nha. Không biết cái bẫy này như thế nào đây. Chiến gì rồi người ta chặt. Đây cái bẫy mình thì đặt ngay chân chỗ gốc này, ta dọn cái bụi chuối này rồi xong xuôi người ta dọn luôn cái bẫy mình này bà con ơi. Còn đây là những cái bẫy cuối cùng của chuyến thăm bẫy hôm nay luôn đó cô chú anh chị ơi. Ở khu này thì Út có hai bẫy, vì mình đi ra ngoài xe lội vô thêm khúc nữa có con bẫy nữa, là ba cái bẫy này Út nói là hôm nay Út thu Út chạy nền nha. Ở đây một bẫy, cái bẫy này thì cũng mấy con hô hành khá là ngon, nhưng mà không biết hôm nay thu bẫy thì sao. Thu bẫy thấy cũng có đồ nữa nè, im quá im mà. Đây nè, em nó nằm đây cô chú anh chị. Em nó chiến đấu với con chuột mình mấy em nó thì cũng te tua tơi tả thôi nhưng mà con chuột mình thì hư rồi, em nó thì còn. Lúc đầu mới vô chạy im quá xa là im, nhưng không ngờ mà thôi kệ, nói chung ra có ông bà cậu cho nhiêu thì mình ăn bấy nhiêu. Đây cả em ơi, cứ lộn tới lộn lui làm mất thời gian của cô chú anh chị mình thêm. Đây vô luôn em, vô
ra cái luồng bẫy này thì mấy chuyến trúng liên tục rồi, nhưng mà chuyến này thì cũng tạm tạm ổn đó bà con ơi. Còn cũng như cái bẫy bên đây thì đây, hành trình thì mình phải lội. Còn mấy cái cuối cùng mà cũng bị ướt nữa. Cái bẫy ướt thì nằm ở trong góc đó. Hôm nay vừa thu bẫy sau đây, cái nền thấy cũng bưng bụng quá. Nhưng mà mấy chuyến rồi đó quý anh chị, không thấy động tĩnh. Hồ chuyến này Út thấy có phân. Đây, ngay ngón tay Út đây. Tới cái ngày mình thu bẫy rồi em nó mới chịu chạy. Đây bà con ơi, hũ hành. Đó. Hai cái, hai con. À, phần ngay gốc đây rồi ở trong này nữa ha. Nhưng mà hôm nay thì Út quyết định Út rút bẫy rồi. Hôm gài cái này nói chung ra là không chạy luôn đó. Hôm nay tới chừng mình thu bẫy rồi em nó mới chịu chạy. Nhưng mà chạy thì chạy chứ bây giờ Út quyết định là Út thu rồi. Đó. Hổ hành tiếp tục. Nhon. Ok. Có khi nào ra ngoài kia còn cái nữa dính thêm còn nữa không đây không biết. Mà dính dính hôm nay quyết định thu rồi cô chú anh chị. Tại vì cái khu ở dưới kia, khu dưới kia thì bẫy thì nói chung là có hơi hao ha. Hao nhưng mà khu đó đại ca chạy nhiều. Thành ra Út rút mấy cái này, Út đi xuống dưới Út đặt. Cái ngay chân chỗ mà đi vô có cái bẫy đầu tiên đó cô chú anh chị. Khu đó lột mắt không hết mấy bẫy rồi đó. Còn ba cái cuối cùng mà trong khi đó thì mình để mình chạy nền, vô thu hai cái nó chạy hai con, còn cái thứ ba thì không biết ra sao. Cái thứ ba này thì chiến vừa rồi á cũng chạy được một con hữu hành nữa đó cô chú anh chị. Cái bẫy Út thì ở gần đó đây, để bây giờ Út để cái giỏ thôi đi. Quẩy lại một công nó nặng. Bẫy Út nằm ngay góc này, có khi nào cái này nó chạy còn chà bá lửa nữa không đây không biết. Mà chạy không gì hôm nay thì cũng quyết định thu rồi. Đây cái bẫy Út nằm đây. Cái này thì chiên đó bị đốt nha. Rồi. Cái này thì con chuột cũng không còn. Rồi để bây giờ Út sẽ quay lại. Quay lại và tổng kết chiến lợi phẩm của mình hôm nay luôn đó bà con ơi. Ồ. Xoài cái nào nấy nè. Ồ. Trồng tè không ha. Xà xà ở dưới. Thấy ham ghê. Đây ba cái bẫy, đây một cái nữa, còn đây thì cái túi hỗ trợ cho Út bắt ong, còn cũng như cái bịch mật ong hồi nãy thì Út không có đem theo, Út bỏ ống cốp xe rồi, sợ để móc ra móc vô các đầu nó trúng ba này cái nó xì cái tiếc lắm cô chú anh chị, rồi thành ra Út đi vô đây cái Út cũng quên lấy luôn. Đó. Còn đây thì chiến lợi phẩm của Út hôm nay cũng khá là tươi nha bà con, khá là ngon. Hôm nay thì nói chung ra cái luồng bẫy này chạy như gì thì cũng tạm ổn ha, chứ không phải như cái chiến vừa đăng vừa rồi. Chiến mới đăng vừa rồi tệ quá cô chú anh chị ơi. Nhưng mà dù sao bẫy gắn miền quê cũng không quên cảm ơn cô chú anh chị mình. Dù ít gắn hay là nhiều gắn, cô chú anh chị mình cũng xem ủng hộ cho Út. Đó cũng là động lực để cho Út ra nhiều clip hơn nữa. Hai nữa là cũng lội
chịu khó lội dữ lắm. Nhưng mà lúc nào có thì Út đang có, còn không thì Út đang không. Chứ không phải clip nào cũng trúng đâu cô chú anh chị. Nghề bà cậu mà, lúc trúng lúc thắt. Rồi nếu như cô chú anh chị xem clip Út thấy có thương, nhớ cho Út Trinh một like và một đăng ký ủng hộ, và chia sẻ cho nhiều người cùng xem. Đó là động lực cho Út làm clip tiếp theo. Cảm ơn quý bà con mình nhiều. Hẹn gặp lại quý bà con clip lần sau.